Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên bên Facebook của phòng đang có vấn đề không phát livestream được, đành phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả trên Facebook. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay lại có thêm một tin tốt cho cựu tổng thống Trump tiếp theo sau cuộc tranh luận vào hôm thứ năm vừa qua. Chúng ta đều biết là hôm thứ năm vừa qua thì cựu tổng thống Trump đã chiến thắng một cách vẻ vang trong cuộc tranh luận với lại ông tổng thống đương kim là Joe Biden và điều này dẫn tới sự hoảng loạn trong Đảng Dân chủ và bên Đảng Cộng hòa thì càng lúc càng đoàn kết hơn bởi vì ông Trump đã thuyết phục được ít nhất những người còn giữ khoảng cách với ông trong Đảng Cộng hòa cũng như là thuyết phục được những cử tri độc lập chưa chọn ai trong cuộc bầu cử này sau cuộc tranh luận và quý vị ngày hôm nay thì lại có thêm một cái tin tốt cho cựu tổng thống trump một phán quyết của tối cao pháp viện liên quan tới quyền miễn tố của ông trump và trong đó tối cao pháp viện đã khẳng định quyền miễn tố của tổng thống trump là tuyệt đối và họ trả toàn bộ hồ sơ lại cho tòa cấp dưới sau khi tòa cấp dưới đã đưa ra một cái phán quyết bất lợi cho ông trump và bây giờ <laughs> thì tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết những gì mà ông Trump làm trong lúc mà ông à, nắm quyền tổng thống Đều được à, đều được miễn tố đặc biệt là trong cái quyền hành pháp của ông Và quý vị giờ đây thì à, họ dựa trên một số yếu tố và trong đó thì tòa dưới sẽ phải cân nhắc lại Và dù cân nhắc kiểu nào thì sẽ không đúng ý của đảng Dân Chủ Trong việc mà muốn xử vụ án này trước ngày 5 tây tháng 11 quý vị chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần uh, chi tiết sau quý vị ở trên cái màn hình thì tôi đã có cho quý vị là cái vụ án gọi là quyền miễn tố tổng thống trump tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết cựu tổng thống trump có quyền miễn tố và được bảo vệ trước tình trạng uh, cho bất kỳ một truy tố nào trong đó thì tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết vào ngày thứ hai là ông Trump không bị truy tố cho bất kỳ hành động nào của ông hợp pháp ở trong quyền tổng thống và tuy nhiên với vấn đề gọi là những cái gì về riêng tư thì điều này phải trả lại cho tòa dưới để duyệt xét. Và tối cao pháp viện với khối phiếu là 6 trên 3 đã được viết bởi người chánh án trưởng là ông John Roberts đã dẹp bỏ cái quyết định của tòa dưới bác bỏ cái quyền miễn tố của ông Trump trước đây trong cái nội vụ án hình sự nhắm vào ông trong việc mà gọi là kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Và 6 quan tòa bảo thủ đã đứng về phía đa số, 3 quan tòa của phía cấp tiến đã đứng phía ngược lại. Chúng tôi kết luận rằng dựa trên bản hiến pháp và cái cấu trúc của hiến pháp để mà phân chia quyền lực thì tổng thống có cái quyền được uh, uh, miễn tố cho bất kỳ một cáo buộc hình sự nào trong cái lúc mà ông đang có những cái uh, hoạt động ở trong cái uh, lúc mà ông nắm nắm nhiệm kỳ và ít nhất là điều này là tôn trọng cái quyền của tổng thống được uh, cốt lõi của tổng thống trong bản hiến pháp và quyền miễn tố này là tuyệt đối và ông uh, trong lúc mà ông còn ở tại vị thì ông được quyền miễn tố đó là cái uh, quyết định của ông John Robert đã đưa ra cái phán quyết này và cựu tổng thống Trump trên trang TruSoSo đã lên tiếng và nói rằng đây là một chiến thắng lớn cho nền hiến pháp và dân chủ rất là hân hạnh trở thành người dân Hoa Kỳ và trong đó thì à, cái bản án này dựa trên cái bốn cái yếu tố mà phía của công tố viên đưa ra trong đó thứ nhất là việc mà ông Trump đã từng thảo luận với Bộ Tư pháp và sau cái cuộc bầu cử năm 2020 việc ông bị cáo buộc là áp lực cựu phó lúc đó là phó tổng thống Biden để mà ngăn chặn việc xác nhận cái chiến thắng của Joe Biden. Thứ ba là vai trò của ông trong việc mà có một số người họ gọi là những người mà à, cử tri đoàn đại cử tri giả mạo ông Trump à, trong cái việc mà liên quan tới cái à, à, cuộc bầu cử và cuối cùng là cái cuộc mà gọi là họ gọi là tấn công vào cái à, tòa nhà quốc hội ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 và tòa nói rằng ông Trump tuyệt đối có quyền à À, nói chuyện với lại phía bộ tư pháp. Tuy nhiên thì à, họ trả lại à, trong tòa và họ cái việc mà nói trả lại trong tòa thì ba vụ án còn lại, tức là ba cái cáo buộc còn lại thì phải do tòa dưới quyết định lại. Và đây được xem là phán quyết lần đầu tiên từ thế kỷ thứ 18 trong đối tối cao pháp viện tuyên bố là cựu tổng thống được ngăn chặn bất kỳ một truy tố hình sự nào. Đây được xem là một trong những cái thai chiến thắng của ông Trump, quý vị. Như vậy thì giống như tôi dự đoán, giống như tôi đã dự đoán trước đây là quyền miễn tố của tổng thống không thể bị tước. Cái này thì phải nhắc lại từ đầu. Quý vị, trong lúc mà xét xử ông Trump về những cái tội danh mà nó là lật đổ kết quả bầu cử hay còn gọi là cái tội gọi là phản loạn tức là insurrection. Thì quý vị, công tố viên Jack Smith đã yêu cầu đã viết thư yêu cầu là phải xóa bỏ cái quyền miễn tố của ông Trump để mà khởi tự tố ông về hình sự. Và quý vị, ông Trump đã nộp đơn khiếu nại thì bà chu can quyết định là xóa bỏ bà ta không muốn ông trump có quyền miễn tố rồi sau đó ông trump và luật sư của ông nộp lên tòa kháng án gồm ba quan tòa thì tòa kháng án cũng bác bỏ luôn ông trump không có quyền miễn tố trong tất cả bốn cái uh, điều kiện bốn cái bốn uh, cái uh, cáo trạng mà họ đưa ra với ông trump thì quý vị ông trump lại khiếu nại một lần nữa lên tối cao pháp viện và tối cao pháp viện đã vì nó liên quan tới cái quyền hiến pháp cho nên tối cao pháp viện không từ chối được họ phải lắng nghe cuộc điều trần của đôi bên và sau khi đôi bên điều trần xong thì họ đã đưa ra cái phán quyết sau một hơn một tháng sau gần hai tháng khi mà họ lắng nghe cuộc điều trần này rồi thì sau hơn hai tháng thì họ đưa ra phán quyết với 6 trên ba 6 trên ba là quyền miễn tố của tổng thống là được tuyệt đối họ gọi là absolute tức là tuyệt đối thì cái vị đây là cái phán quyết của tối cao pháp viện. Thì bây giờ thì trong ba cái thì cái việc mà ông Trump nói chuyện với Bộ Tư pháp là nó không có bị, à, ông Trump không bị truy tố gì cả. Ba vụ án còn lại là việc áp lực ông Mike pen việc mà có một số những người mạo danh mà họ nói là mạo danh là đại cử tri ở trong các tiểu bang Swintech, một lát tôi sẽ giải thích, và thứ tư là cái việc mà những người có mặt ở trong cái buổi rally ngày 6 tháng 1 tràn qua bên phía của quốc hội và họ quy trách nhiệm lên đầu ông Trump. Thì đây là ba cái này trả lại và tòa ở dưới phải cân nhắc. Thì quý vị coi như là một chiến thắng rất lớn cho ông Trump. Thì quý vị bây giờ tôi phải giải thích từng điều một. Ở thứ nhất là tôi phải giải thích về cái vấn đề của hiến pháp đã. Thì cái phán quyết của tòa của tòa tối cao pháp viện đưa ra là quyền miễn tố của Tổng thống là tuyệt đối, absolute. Tức là lúc đó ông Trump, ngày 6 tây tháng 1, ông Trump vẫn là cái người Tổng thống và cuộc bầu cử trước đó, ông vẫn là đương kim Tổng thống. Thì khi là Tổng thống trong giai đoạn đó thì tất cả những cáo buộc hình sự đều được miễn tố. Thì bây giờ cái đơn của, của tố truy tố của ông Chuck Smith là nằm trong cái giai đoạn mà ông Trump đang cầm quyền Tổng thống. Do đó họ nói rằng cái quyền miễn tố là tuyệt đối. Tuy nhiên Chuck Smith chơi cái trò già gọi là gian manh là tách ra cái vai trò tổng thống và cá nhân. Ông ta cho rằng cái cuộc vận động tranh cử của ông Trump là cá nhân, áp lực ông Mike Pence về cái vấn đề mà gọi là không có certify cái cái, cái cái kết quả bầu cử là cá nhân. Rồi có một số người ở một số những tiểu bang swing tech từ Arizona tới Wisconsin vân vân thì họ nói rằng đây là những Fed elector tức là những đại cử tri giả mạo họ quy trách nhiệm cho lên đầu của ông trump họ cáo buộc ông trump và cuối cùng họ nói ông trump là người chủ động sách động cuộc phản loạn trong cái biến cố ngày 6 tháng 1. đây là bốn cái cáo trạng mà phía của công tố viên nộp lên và yêu cầu miễn bỏ cái quyền miễn tố tuy nhiên cái vị bốn cáo trạng này thì cái cáo trạng đầu tiên là bộ tư pháp thì tòa bác bỏ rồi ba cái còn lại tòa nói cân nhắc ở dưới có nghĩa là bà Chu Canh và ba quan tòa kháng án phải duyệt xét lại cái tính chất của vụ án và có thể sẽ phải hủy bỏ, hủy bỏ vụ án cáo trạng với ông Trọng Hoặc là họ có cân nhắc đi nữa thì nổi cái thời gian cân nhắc cho tới cái thời gian họ quyết định là nó qua khỏi ngày 5 tây tháng 11. Ok quý vị, một lát tôi sẽ giải thích. Bây giờ cái điều mà họ nói rằng là ba cái phần còn lại là cái thứ nhất là áp lực ông Mike Pence. Quý vị, trong cái buổi rally ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump trên sân khấu nói, My pen, do your job. Thì quý vị, bây giờ mình phải nhắc lại cái vai trò của My pen. My pen lúc đó là phó tổng thống, là chủ tịch của Thượng viện. Người sẽ ký xác nhận kết quả bầu cử. Tại vì theo quy tắc là ký xác nhận kết quả bầu cử là chủ tịch của Thượng viện. Thì quý vị, ông Mike Pen thì khi đó ông Mike Pen có quyền ký xác nhận hoặc không ký xác nhận nếu như mà tính chất của cuộc bầu cử không được minh bạch rõ ràng thì quý vị lúc đó các tiểu bang chiến lược những nơi đang có tranh chấp thì có hai sự có sự xung đột giữa cử tri đoàn và đại cử tri đại cử tri họ khẳng định là ông Trump thắng cử tri đoàn thì nói rằng là ông Joe Biden thắng do đó nó có sự xung đột này thì ông Trump chỉ nói với Mike Penn là do your job. Là ông phải cân nhắc cẩn thận. Nhưng mà Mike Penn lúc đó, ông hèn. Ông không dám sử dụng tối đa cái quyền chủ tịch Thượng viện. Ông trả lại. Ông trả lại cái quyền quyết định đó cho bà Nancy Pelosi bà là chủ tịch của Hạ viện. Tại vì nếu mà chủ tịch Thượng viện không làm thì chủ tịch Hạ viện làm. Thì quý vị, nó đi tới kết quả xác nhận kết quả bầu cử cho Biden thắng. Thì quý vị, nhưng ông Trump có áp lực hay không? nào ông nói là do your job. Có nghĩa là ông có quyền từ chối không xác nhận trả về tiểu bang. Để cho tiểu bang quyết định ai thắng thua rồi đưa lên ông xác nhận. Còn bây giờ nó đang có sự tranh cãi trong đại cử tri và cử tri bạc. Do đó, bây giờ đem cái này mà quy trách nhiệm cho ông Trump là áp lực cho ông Mike Pence thì không đúng. Do đó, quý vị, cái này không đủ yếu tố. Và lời nói đó không phải là ổng gọi điện thoại riêng, ổng áp lực. Ổng không hề gọi điện thoại riêng cho cho My Pen. Và ổng cũng không hề nói chuyện riêng với My Pen. Mà ổng nói công khai trước cả mấy chục ngàn người. Ok, thì cái đó không phải là cái gọi điện thoại riêng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đại cử tri. Cho tới giờ phút này, một số người được xác nhận họ là đại cử tri. Và một số người bây giờ bị tố là đại cử tri giả thì các bạn do những cái khu vực của các tiểu bang xuyên tác họ làm thì bây giờ nó đem nó quy lên đầu của ông Trump nó nói là ông Trump muốn lật đổ kết quả bầu cử tạo đại cử tri giả thì cái này ông Trump không có liên can ông Trump không có liên can bởi vì <laughs> những người đó là họ làm việc ở các cái khu vực ở địa phương và họ muốn xác nhận kết quả bầu cử nó không có liên can gì ông Trump cũng giống như cái biến cố ngày 6 tháng 1 ngày 6 tháng 1 là cuộc rally ông Trump là tổ chức cuộc rally chứ ổng không có kích động mọi người xông vào tòa nhà quốc hội không có một cái ngôn ngữ nào ổng kêu mọi người là các anh xông vào tòa nhà quốc hội đi không có ok quý vị và sau đó ông trump cũng đã làm một cái clip kêu gọi mọi mọi người bình tĩnh đi về nhà do đó quý vị ba cái phần còn lại là do tòa cấp dưới nhưng ở đây thì tôi cắt nghĩa cho quý vị hiểu là cái quyền miễn tố của tổng thống không có tòa án nào được tự quyền tước cả do đó cho thấy ba cái quyết định cái quyết định của ba quan tòa kháng án ở DC là mang tính chất của đảng phái và có mục tiêu tại vì ai cũng biết rõ ràng hôm trước tôi có giới thiệu tôi có giải thích cho quý vị là cái quyền của tổng thống tước cái quyền của tổng thống là thượng viện đó bây giờ quý vị thấy cái vụ của Joe Biden cái vụ của Joe Biden vừa rồi xuất hiện trên cái cuộc tranh luận thì bây giờ tất cả mọi người nói rằng Chỉ có hai người Là kêu cho Biden có thể gọi là <laughs> Từ bỏ cái cuộc tranh cử này Người thứ nhất là bà vợ ổng Jill Biden Tức là bà đệ nhất phu nhân Bà là người duy nhất có thể khuyên ông ta rút lui khỏi ra khỏi tranh cử Người thứ hai Quan trọng đây Là bà Kamala Harris phó tổng thống Tại vì bà ta là người có thẩm quyền Triệu tập Cái phiên họp nội các tức là những người đứng đầu các cái uh, cơ quan trong chính quyền Liên bang để mà thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tước bỏ quyền tổng thống. Nhưng có đủ chưa chứ quý vị? Chưa. Họ chỉ có quyền họp nội các và đề nghị bên Quốc hội. Họ bỏ phiếu đề nghị. Tức là bà phó tổng thống nếu như bà không muốn ông Joe Biden tiếp tục nắm quyền thì bà sẽ đứng ra họp nội các. Tại vì bà là chủ tịch thượng viện và là phó tổng thống và bà sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu trong cái nội các của chính quyền hành pháp. Và khi mà họ bỏ phiếu đồng ý là tước bỏ quyền tổng thống của ông Joe Biden căn cứ tên tu chính đáng số 25. Thì quý vị, khi mà họ đúc kết và bỏ phiếu xong, coi như là nếu ví dụ mà họ bỏ phiếu đa số là muốn ông Joe Biden bị tước bỏ quyền, thì tất cả sẽ được chuyển qua bên quốc hội. Và quốc hội có 48 tiếng đồng hồ để thảo luận chuyện này trước khi bỏ phiếu ở trên sàn thượng viện. Và trên sàn thượng viện phải có đủ thống nhất 67 phiếu. 67 phiếu để chính thức sàn thượng viện là cái nơi tước bỏ quyền tổng thống của ông Joe Biden. Nếu phải kích hoạt cái tu chính đáng số 25. Tôi muốn nhắc lại cái điều này là muốn nhắc cho quý vị hiểu rõ. Tước bỏ quyền tổng thống nằm trong tay của thượng viện và 67 phiếu tức là 2 phần 3 khối phiếu tại thượng viện thì mới thành công. Mới tước được cái quyền của tổng thống trong đó bao gồm luôn cả quyền miễn tố, quyền được bảo vệ vân vân, tôi gọi chung là cái quyền tổng thống, cái right của president thì trong đó là cái quyền miễn tố, trong đó là cái quyền bảo vệ cho tổng thống, tức là những mật vụ bảo vệ cho tổng thống, rồi những cái đặc ân khác mà người dân dành cho cái vị trí tổng thống là đều đã nằm trong cái quyền đó hết, nó là quyền đó được quy định trong hiến pháp và cái nơi mà có quyền tước bỏ không phải là tối cao pháp viện tối cao pháp viện chỉ giải thích cái bản hiến pháp là quyền miễn tố của tổng thống là tuyệt đối thôi tại vì nó nằm trong cái quyền của tổng thống quyền hành pháp của tổng thống do đó quý vị họ giải thích cái này và họ nói rằng cái phán quyết của ba quan tòa chánh án là sai luật quý vị đã làm sai luật quý vị không có quyền tước bỏ cái quyền miễn tố của ai hết tại vì quý vị không có thẩm quyền đó và thẩm quyền đó phải được cân nhắc ở trên sàn thượng viện. Chỉ vì thượng viện là cái nơi duy nhất xác nhận ghế tổng thống. Thượng viện cũng là cái nơi duy nhất tước bộ quyền tổng thống. Quý vị còn nhớ, ngày 6 tây tháng 1 là ngày chủ tịch thượng viện xác nhận ai là tổng thống được người dân bầu. Ai là người chiến thắng. Chính là chủ tịch thượng viện. Là cái vị trí của Mike Pence cách đây 4 năm. Ông ta đã xác nhận Joe Biden thắng cử. Do đó quý vị, cái quyền đó nằm trên sàn thượng viện chứ không phải nằm trên sàn của hạ viện bà nancy pelosi là cái người đúc kết lại và đưa cho mike pence ký thôi là mike pence là phó chủ là phó tổng thống là chủ tịch của thượng viện do đó quý vị cái nơi quyết định về cái quyền hành thành pháp của tổng thống là thượng viện do đó thì tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết này điều này có nghĩa là gì có nghĩa là tòa dưới sẽ phải cân nhắc lại hết họ sẽ phải cân nhắc lại cái nào thuộc quyền miễn tố và cái nào không thuộc quyền miễn tố là cái sự cân nhắc của tòa dưới cho ba cái vụ còn lại còn cái vụ mà ông Trump nói chuyện với bộ tư pháp là dẹp rồi cái vụ đó coi như là quyền miễn tố của ông Cover everything hết rồi không có được không ai được nhắc tới ông hết ok thì bây giờ còn ba vụ còn lại thì ba vụ còn lại không đủ yếu tố không đủ yếu tố và cái quyền miễn tố của ông Trump vẫn nằm ở đó Tại vì lúc đó ổng là cái người đương nhiệm và tái tranh cử. Không tách trời hai chuyện này được. Và khi tái tranh cử, ổng có quyền đặt câu hỏi về cái tính chất minh bạch của cuộc bầu cử. Còn cái vụ mà gọi là xông vào tòa nhà quốc hội thì nó không đủ yếu tố quy trách nhiệm cho ông Trump. Bởi vì ông Trump nói rằng ổng đã cho khai triển 10.000 binh sĩ vệ binh quốc gia tới bảo vệ. Nhưng hai người turn down là chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và cái người thị trưởng của thành phố Washington DC. Có nghĩa là ông Trump đã chứng minh rằng không có chuyện nổi loạn. Tôi đã cho vệ binh quốc gia tới, nhưng mà hai người đó thân đau, hai người đó không có muốn sử dụng là do hai người đó trách nhiệm ở hai người đó, chứ không phải ở tôi. Ông Trump đã dùng quyền tổng thống để mà đưa vệ binh quốc gia tới. 10.000 binh sĩ. Do đó quý vị, dựa trên cái quyền này là bảo đảm cái an ninh của khu vực. Ông Trump đã làm. Ông đã làm trong vai trò tổng thống rồi. Là ông khai triển 10.000 lực lượng vệ binh quốc gia tới. Nhưng mà cuối cùng bà thị trưởng của thành phố Washington DC bà từ chối, bà không dùng. Rồi bà Nancy Pelosi bà cũng thân đau luôn. Thì quý vị, bây giờ tất cả mọi thứ đã được phơi bày. Do đó coi như là cái quyền miễn tố của ông Trump cover đầy đủ. Điều này có nghĩa là gì? Tòa dưới mà có xét tới hai vụ còn lại. Thứ nhất là cái việc mà nó gọi là fake Elector, tức là cử đại cử tri giả. Thì cái đó là họ xét coi có liên hệ tới ông Trump hay không. Và thứ hai là cái áp lực với My Pen. Ông Trump không hề gọi điện thoại áp lực với My Pen. Ông Trump nói ngay công khai trên cái buổi rally. Và chính hai ngày trước đó, Mike Pen là người xuất hiện ở trong cái cuộc rally ở tại Georgia và ông ta cũng đã lên tiếng và ông ta nói là chúng ta sẽ xem lại cái cái ngày lúc mà vận động cho hai thượng nghị sĩ của Georgia đó. Chính Mike Pen có mặt luôn và Mike Pen cũng cam kết là sẽ coi lại kết quả bầu cử. Chính Mike Pen đã đưa ra lời tuyên bố này tại Georgia. Nếu quý vị còn nhớ lại cái cuộc rally trước đó ở Georgia trước khi có cuộc rally ở tại DC là cuộc rally ở Georgia khi vận động cho hai ứng cử viên của đảng cộng hòa tranh vào chức thượng nghị sĩ thì quý vị do đó Mike Pence là cái người đã đưa ra quyết định và Mike Pence cũng không bị áp lực bởi ông Trump ông Trump chỉ dùng cái tiếng nói của ông thôi do đó tôi không nghĩ rằng cái bản, cái vụ án này đầy đủ yếu tố để truy tố ông Trump đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai even bây giờ bà quan tòa Chu Khan của DC bạn cố đấm ăn sôi bà dẹp nhỏ những cái nào liên quan tới quyền miễn tố, bà giữ lại những cái nào nó không thuộc quyền miễn tố thôi, bà đẩy ra, thì cái vị bà có đẩy ra đi nữa thì vụ án này sẽ không có bao giờ sẽ không diễn ra trước ngày năm tây tháng 11. bởi vì không đủ thời gian, không đủ thời gian để bà ta duyệt xét tất cả những cái này, Tại vì nó còn cái sự duyệt xét của tòa kháng án rồi mới xuống tòa của bà, do đó cái thời gian này ít nhất mà muốn duyệt xong đó để mà bắt đầu chính thức có một cái cái quyết định của bà đưa ra để truy tố ông Trump đó. Nếu có thì quý vị ít nhất là 6 tháng, 180 ngày. Tại vì theo cái lộ trình cái trình cái trình tự của pháp lý nó là như vậy, không fast track được. Không có thể nhân danh là công chúng muốn biết hay công chúng muốn tò mò hay cái gì đó để đi fast track trước ngày 5 tới tháng 11 được. Nếu vụ này có xảy ra thì ít nhất qua tới tháng Giêng mới đưa ra quyết định là chừng nào xử. Chứ không phải là tháng giêng mới xử đâu. Nếu mà cái trình tự luật pháp theo cái thời gian của hai bên thư qua thư lại và tranh cãi qua lại đó, thì cho tới tháng giêng bà quan tòa mới đưa quyết định là có xử hay không. Và nếu xử thì cái thời gian nào sẽ xử. Tới tháng giêng năm sau. Có nghĩa là cái vụ án này coi như vô thùng rác. Tại vì nếu như sau năm tây tháng 11 mà ông Trump thắng cử, nếu sau tây tháng năm tây tháng 11 ông trầm thắng cử thì quý vị thứ nhất ông thì ông không có dính gì hết nhưng ông sẽ bổ nhiệm một người vào bộ trưởng tư pháp thì tôi assume là những người mà ông bổ nhiệm thì quý vị giống như thượng viện mà phía đảng cộng hòa nắm luôn quyền hành quyền của thượng viện là nơi xác nhận ông trầm bổ nhiệm người nào họ xác nhận người đó tại vì đảng cộng hòa nắm đa số do đó ông trầm bổ nhiệm người nào họ xác nhận người đó và nếu như họ xác nhận người đó thì người đó sẽ là cái người quyết định vụ án này tiếp tục hay không. Có thể là ra lệnh đóng cửa vụ án này, dẹp bỏ luôn. Và thứ hai, y bên người đó còn đang cân nhắc thì lấy tiền đâu ra. Bởi vì phía quốc hội Hạ Viện đã thông qua cái uh, dự luật trong đó là cắt bỏ cái ngân sách dành cho Jack Smith. Jack Smith không được phép sử dụng một đồng nào của liên bang cho cái vụ truy tố ông Trump hết. Mà đây là vụ án của liên bang. Jack Smith đang phụ trách cái vụ án của liên bang chứ không phải tiểu bang. Tiểu bang thì còn dùng tiền của tiểu bang được. Giống như vụ án của bà Fanny Willis ở tại Georgia. Thì bà ta có thể không dùng tiền liên bang, bà ta có thể dùng tiền của tiểu bang. Nhưng mà vụ án của Jack Smith là vụ án liên quan tới liên bang và chính ông Maricallen là người bổ nhiệm Jack Smith làm công tố viên độc lập. Bây giờ không có ngân sách là coi như vụ án này cũng dẹp tiệm luôn. Thứ nhất là không có những ngân sách, thứ hai, người tân bộ trưởng tư pháp sắp tới, tôi biết chắc chắn họ sẽ ra lệnh hủy bỏ vụ án này, tại vì toàn bộ vụ án này là động cơ chính trị. Và họ dựa trên cái cái kết luận của ủy ban ngày 6 tháng 1. Bây giờ loại ra ủy ban ngày 6 tháng 1 đã che giấu rất nhiều video, delete rất nhiều những tài liệu xóa đi những cái những tài liệu chính bà Li bà Li là phó chủ tịch của ủy ban này là cái người chịu trách nhiệm xóa tất cả những cái gì có lợi trong Trump ở trong cái ủy ban ngày 6 tháng 1 do đó kết luận của ngày 6 tháng, của ủy ban ngày 6 tháng 1 bị vô giá trị vậy thì chắc mít dựa trên cái gì để mà cáo buộc ông Trump đây truy tố ông Trump đây đều không có những cái của Mike Pen hay là của Uh, đại cử tri giả không có liên quan tới ông Trump. Còn vụ 6 tây tháng 1 thì là cái bản cái, cái, bản kết luận đó bị vô giá trị rồi. Do đó quý vị, lần này tôi nói là tin tốt cho ông Trump và chính ông trên trang Trung Sơ nói rằng hey, hiến pháp và nền dân chủ đã được bảo vệ. Do đó quý vị, lần này coi như là đảng dân chủ không còn cửa nữa rồi. Sau khi cái phán quyết của tối cao pháp viện qua ra thì đảng Dân Chủ chỉ dùng cái pháp lý tác động gây khó khăn cho ông Trump trong việc đi tranh cử vận động hay là gây khó khăn về mặt tài chính cho ông thôi. Tài chính là ông không có bao nhiêu tiền mà người ta cho là phải chi ra trong vấn đề pháp lý. Và thứ hai, gây khó khăn ví dụ như là sắp sửa 11 tây tháng 7 này là ông quan tòa của New York sẽ ra lệnh bắt ông Trump ở tù. Hay là quản chế ở tại gia, tức là đeo còng thì mỗi lần mà muốn đi ra khỏi nhà thì phải có phải có sự cho phép của à, ban quản chế họ cho phép hay không và nếu không thì ông phải xuất hiện online tức là ông phải đi qua màn hình video đại khái là những cái đó nó làm khó trong cái lúc vấn đề tranh cử của ông Trump thôi và làm khó tài chánh thôi không ai cản được cái quyền tranh cử của ông Trump hết tức là Jack Smith không thể sử dụng cái vụ án này để biến nó thành cái tu chính án số 14 cản ông Trump tranh cử. Cái phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm nay là trận đứng cái tu chính án số 14. Coi như là Jack Smith không thể sử dụng cái tu chính án số 14 để chặn ông Trump tranh cử. Tại vì tu chính án số 14 trong đó là nó nói là những à, những người mà bị can tội phản loạn tức là insurrection á là sẽ không được sử dụng sẽ không được ngồi trong cái vị thế của dân cử hay là chính quyền nhân viên của chính quyền liên bang hay là viên chức của chính quyền liên bang thì họ muốn sử dụng cái vụ án của Jack Smith để link ông Trump vào cái tu chính án số 14 nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện bất thành có nghĩa là cái hướng pháp lý không chặn được ông Trump rồi vẫn còn lại vấn đề còn lại là ông thắng cử hay không thôi quyền tranh cử của ông không ai cản được hết rồi Tu chính án số 14 không áp dụng trong trường hợp của ông Trọng. Mà nếu không áp dụng tu chính án số 14 thì không có một cái gì cản trở ông Trọng được hết. Trừ khi cử tri không bỏ phiếu cho ông thôi. Còn tất cả quý vị coi như là ông Trọng suôn sẻ rồi. Trong tuần lễ này coi như là ông chẹ người rồi. Đây là cái điều mà đám dân chủ chơi ổng nhất. Tu chính án số 14. Nhưng bây giờ coi như là cái tu chính án số 14 này vào thùng rác thôi không áp dụng cho trường hợp của ông trump được và quý vị bây giờ chúng ta chỉ chờ xem cuộc tranh cử thôi và cuộc tranh cử này nó sẽ hào hứng như thế nào bởi vì bây giờ joe biden đang gặp à, phải một cái thảm họa và đang đối diện trong khi đó ông trump lại chiến thắng về mặt pháp lý chiến thắng trong cái cuộc à, tranh luận vừa qua và cái thế của ông trump càng tốt và bây giờ nếu mà tối cao pháp viện đưa ra phán quyết này thì những người mà còn nghi ngại ông trump họ sẽ đứng về phía ông trump ở trong đảng Cộng Hòa. Quý vị, chúng ta chờ xem coi lần bầu cử này đảng Dân Chủ sẽ còn dở thêm trò gì được nữa. Coi như cái uh, cái uh, vũ khí được xem là bí mật nhất của họ, vũ khí được xem lợi hại nhất của họ là tu chính án số 14 đã bị hô, vô hiệu hóa, không còn hữu dụng nữa. Bây giờ chúng ta chờ xem coi nó như thế nào. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.